Ok, hôm nay mình bắt con gà này đi, đi cắt cái cửa nó nha. Dài lắm rồi. Ok. Nó này vô đây. Đi đâu mày? Nhỏ quá, không vừa rồi. Cửa này nó bự quá, phải dùng cái này. Ok. Xem hai cái cửa nữa. Gà này nó rất là dữ luôn. Chảy máu và rất đau luôn. Dữ lắm.